Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Điện tử Thanh Huê. Ngày hôm nay thì Điện tử Thanh Huê lại lên sóng cho bác một cái bộ phối ghép đến từ hai thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Trước mắt các bác đây là cái cặp loa tai Noi Memory T2 Dub. Và đây là cái cặp loa có cái model được thiết kế rất là tỉ mỉ. Và đây là một cái tác phẩm nghệ thuật âm thanh. Bởi cái sự thiết kế rất là tỉ mỉ, sang trọng, đẹp mắt, tinh tế. Các bác quan sát ở phía trên nóc là tạo lên được cái điểm nhấn của dòng tai Noi. Mặt trước là tấm e căng em đã tháo sẵn ra rồi. Đó, các bác quan sát tất cả con loa này đều rất là đẹp, sở hữu bát đồng trục 38 cm. Với cái hệ thống nam châm đôi thì được sử dụng làm mạch từ. Trong cái phương pháp này thì bằng cách sử dụng các loa HF dẫn sóng làm cực nam châm, không cần phải cấu hình mạnh từ cái LF và thu được từ thông tối ưu cho tới từng HF và LF. Với cái thiết kế của con này thì mọi cái linh kiện cao cấp, cho nên là cái chất âm của cái dòng Memory này khỏi phải bàn, chất âm rất là tuyệt vời, là một điểm nhấn hoàn hảo trong bất kỳ cái không gian nào. Memory T2 Dub được trang bị công nghệ tiên tiến nhất của tai Noi, bao gồm là loa bass này, loa mic và độc đáo đến từ loa chép được tối ưu hóa. Điều này thì sẽ giúp cho loa được tái tạo âm thanh một cách chân thực và tự nhiên nhất. Đầu vào cho phép liên tục 125W liên tục tới cực đỉnh là 520W, chiều rộng 800, chiều cao 1100, chiều sâu 480mm. Cặp loa này thì có cái mức áp suất âm thanh ở đầu ra là 95 dB, cho phép các bác dễ dàng phối ghép với nhiều dòng âm đi trên thị trường. Trở kháng của cặp này là 8 ohm. Và đến với cái cặp loa tai Noi Memory T2 Dub này thì các bác có thể trải nghiệm được một cái chất âm chân thực chi tiết nhất. Mặt trước thì cái phần e căng thì em đã bỏ sẵn ra rồi. Chút nữa thì em sẽ đưa caramel tới gần để cho các bác quan sát kỹ chi tiết từng cm của cặp loa này, cũng như là đẹp từ cái e căng trở đi các bác nhá. Một cặp loa rất là đẹp luôn. Em đang phối ghép cùng với một chiếc Maxitot MA9000. Và đây là cũng là một cái âm ly có cái model là cao cấp trong nhà Maxitot. Chiếc âm ly này thì có cái công suất rất là khỏe, công suất 300W trên một kênh ở mọi trở tải. Cho nên là cái con này thì gọi là không ngán những cái dòng loa nào các bác nhé, đánh được mọi các dòng loa trên thị trường. Em quay chi tiết cận cảnh cho bác cái bộ phối ghép này và sau đó thì em sẽ test một chút nhạc để cho các bác thưởng thức cái chất âm của dòng bộ này. Phải nói là chất âm rất là trung thực, chi tiết, mạnh mẽ, nội lực và cũng không thiếu đi cái phần ngọt ngào của dòng tai Noi kết hợp với Maxitot các bác nhé. Dạ vâng, phần mặt trước của chiếc Maxitot MA9000 này là cái đồng hồ màu xanh ngọc cực kỳ là sang trọng đẹp mắt. Hai bên được thiết kế là hai cái tay nắm tạo lên được sự chắc chắn khỏe khoắn cho cái con âm ly này. Cặp loa thì có giá là 135 triệu và chiếc âm ly là 185 triệu. Đó, các bác quan tâm thực sự thì các bác hãy liên hệ với em để được cái giá tốt nhất. Ngay bây giờ em xin phép các bác, em đưa caramel tới gần hơn để cho các bác quan sát kỹ chi tiết từng cm của cặp loa cũng như là chiếc âm ly này. Dạ vâng, đầu tiên em mời các bác cùng em quan sát cái chiếc MA9000 đến từ thương hiệu Maxitot. Đó, các bác quan sát. Rất là đẹp luôn các bác nhé. Cực kỳ là sang trọng và đẹp mắt. Con này thì thiết kế khỏi phải bàn rồi. Thiết kế rất là đẹp mắt. Với hai cái đồng hồ vu màu xanh nước biển hai bên. Cùng mặt trước là cái tấm kính màu đen. Nắp đầu là bằng nhôm. Đây, hai bên đây. Các núm điều khiển phía trước và logo được chiếu sáng hoàn hảo, phù hợp với không gian hai hen, phòng nghe nhạc và phòng khách. Thương hiệu Maxitot này có cái màu xanh là cây các bác nhé. Công suất thì rất là mạnh mẽ, 300W ở trở tải 2, 4, 8 ohm trên một kênh. Dòng này thì các bác khỏi phải nghĩ rồi. Dòng này thì rất là tuyệt vời cho các bác nghe đa thể loại nhạc. Có điều khiển từ xa đi kèm. Kết nối đa dạng, chất lượng với nguồn phát cao cấp và loa hai hen. Đây là phần phía trên nóc của cái chiếc Maxitot MA9000 ạ. Con này thì có cái kích thước mặt trước là 44,5 này, chiều cao 24 và chiều sâu là 55,88 cm. Hông sườn đây các bác ạ. Các
Các bác nào cần cái hình ảnh chi tiết cụ thể thì các bác cứ liên hệ với em gửi hình ảnh chi tiết cụ thể cho các bác. Em dùng cái đầu phát đến từ thương hiệu Acuphase DP510. Em có cả DP500 các bác nhé. Các bác yêu thích cái model nào liên hệ với em. Và tiếp theo, đây là cái cặp loa tai Neumann Mori T2 đúc. Đó, phần trên nóc đây. Các bác quan sát vuông thùng sắc cạnh. Đó, bát đây. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Phía bên dưới đây là cái bảng tinh chỉnh. Đó, các bác quan sát cái sự thiết kế rất là tỉ mỉ hoàn hảo của cái dòng tai noi này. Hông sườn đây. Nói chung là cặp loa thì cũng rất là đẹp vì đây là cái dòng thương hiệu cũng như là cái dòng loa cao cấp cho nên là phải tuyển chọn những cái cặp nào đẹp nhất có thể ạ. Đây là chiếc còn lại đây các bác nhá. Khi các bác sở hữu cái cặp mà Memory T2 đúc thì các bác sẽ được trải nghiệm một không gian nghe nhạc tuyệt vời, đầy cảm xúc. Dù là cái dòng nhạc mềm mại nhẹ nhàng hay là cái dạng như là dốc mạnh mẽ này thì loa này thì đều mang đến sự hài hòa hoàn hảo giữa cái chất lượng âm thanh cho các bác trải nghiệm một cái chất lượng âm thanh nghe nhạc tuyệt vời, chân thực nhất. Đó, phần trước mặt đây, các bác quan sát cái căng cho em. Cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đó, đẹp mọi chi tiết luôn. Căng của con này em bỏ ra đây rồi. Đó, căng đây các bác nhá. Đẹp tuyệt vời luôn. Em xin phép mở một chút nha để mời các bác cùng em thưởng thức. Tình ơi sao có công đời lắm bề dâu, nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu. Tình em như bóng mây tôi nước trôi hoài thôi, muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Em lòng đau xót xa, âm thầm tôi đứng im nỗi buồn soi đá. Tôi và em trắng xa, nhưng vì tôi ngại nên đứng xa. Thôi đành ôm nuối tiếc một giấc. Bao ngày thơ đã qua chỉ là dĩ vãng. Thôi thì tôi chúc em duyên trầu cau đẹp đôi với nhau. Con đường chia hai ngã đành cách xa. Con đường chia hai ngã. Đành cách xa.